Thưa quý vị, cách đây tròn 55 năm, tháng 10 năm 1967, đặc khu ủy Quảng Đà được thành lập. Trong chặng cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đặc khu ủy đã lãnh đạo phong trào cách mạng Quảng Đà đi đến thắng lợi, góp phần quan trọng tiến đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 55 năm đã trôi qua, nhưng bài học lãnh đạo cách mạng năm xưa vẫn còn nguyên giá trị và đang được thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vận dụng vào quá trình phát triển hai địa phương. 55 năm trước, căn cứ thực tế khi Mỹ đã trực tiếp tham chiến vào nước ta, tháng 10 năm 1967, khu ủy 5 sáp nhập tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng thành đặc khu Quảng Đà. Đồng chí Hồ Nghinh được chỉ định là bí thư đặc khu ủy. Việc thành lập đặc khu ủy Quảng Đà là nhằm thống nhất đầu mối chỉ đạo trong chiến tranh. Đặc khu ủy Quảng Đà là đặc khu duy nhất ở chiến trường khu 5 và thứ hai của miền Nam, phụ trách tiến công địch trên hướng khu căn cứ liên hiệp quân sự của địch lớn nhất miền Trung. Muốn đánh bại cái ý chí xâm lược của Mỹ để đi đến cái chỗ là giành thắng lợi đánh cho Mỹ quốc thì phải tấn công vào các cái sào huyệt của địch. Thì trong những cái sào huyệt của địch, tức là các cái thành phố, thị xã, quận, lỵ, thị trấn, các căn cứ quân sự của địch ấy, thì cái ba cái trọng điểm mà Bộ Chính trị nêu lên là Sài Gòn, Gia Định, Huế, Đà Nẵng. Sau khi đặc khu ủy Quảng Đà được thành lập, núi Hòn Tàu tại huyện Duy Xuyên cũng được chọn là căn cứ cách mạng và công tác lãnh đạo chỉ đạo đã được tập trung triển khai với nhiều chiến dịch quan trọng, nhất là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Rồi từ năm 1968 đến năm 1974, đặc khu ủy Quảng Đà đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng để chống lại chiến lược quét và giữ hay bình định, tiêm diệt của địch. Sau khi Trung ương Đảng quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975, ngày 23 tháng 4 năm 1975, Thường vụ đặc khu ủy Quảng Đà đã họp bàn giải phóng Đà Nẵng và phương châm đặt ra là tỉnh giải phóng tỉnh, huyện giải phóng huyện, xã giải phóng xã. Lệnh giải phóng Đà Nẵng được định ngày 30 tháng 3, nhưng căn cứ tình hình thực tế, đặc khu ủy Quảng Đà đã nhanh chóng phát lệnh giải phóng thành phố Đà Nẵng vào ngày 29 tháng 3. Chỉ có 12 tiếng là sang cái trung đoàn 97 để ém trước với Hòa ra đó. Đó. Rồi sư đoàn 2 xa dở phám Tâm Kỳ rồi để ốp ra. Nè. Rồi cái 304 từ phía Tây xuống mùa Bắc từ ở Huế quân đoàn 2 kéo vào. Tạo nên một cái thế liên hoàn. Nếu nó co cụm thì đột kích tăng công. Mà nếu nó rối loạn thì đánh nhanh để làm tan rã không cho co cụm. Đúng 11 giờ trưa ngày 29 tháng 3 năm 1975, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc tòa thị chính Đà Nẵng. Quảng Đà là chiến trường ác liệt nhất trong chiến tranh chống Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Nhưng chúng ta đã vượt qua được mọi thử thách khắc nghiệt để cùng cả nước giành thắng lợi. Năm 2012, khu căn cứ Hòn Tàu năm xưa được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Và hôm nay, khu vực này đã được trùng tu bảo tồn và phục dựng, là địa chỉ đỏ cho thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ tìm về. Lãnh đạo hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng tiếp tục phối hợp tốt hơn để cùng nhau đi lên, cùng là văn hóa siêu quảng của chúng ta. Cái tình thương yêu đoàn kết đó chính là một sức mạnh của sự phát triển, không những trong quá khứ mà còn trong tương lai đối với nhân dân của chúng ta. Tôi với anh tuy hai mà một, đã bao đời khắc cốt ghi tâm. Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, đặc khu Quảng Đà vẫn mãi là mảnh đất trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ. Và hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng vẫn bằng chất xúc tác ảo diệu ấy đang tạo nên những đổi thay diệu kỳ và vẫn luôn hướng về tương lai với quyết tâm bứt phá nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn.